Mọi người ơi, đây là Soulkit.vn. Nếu mà các bạn có nhu cầu mặt refi này, thử vận may, chất lượng, uy tín mà sao rẻ nữa, hãy ghé vào Soulkit.vn nha. Đường link thì Kit để vô phần mô tả cho tất cả mọi người tham khảo này. Còn bây giờ thì cảm ơn người đã ủng hộ cho Kit nha. Hi, chào mọi người nha, lại là Kit đây. Thì hôm nay đó, Kit và mọi người sẽ có một cái kèo đấu siêu kinh điển giữa Việt Nam và Thái Lan. Thì đây là đương kim vô địch ở châu Á nha mọi người. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có tất cả là 3 trận đấu. 3 trận đấu trong một buổi tối mọi người, sẽ quyết định ai sẽ là cái ngôi vua ngày hôm nay đây, giữa Việt Nam và Thái Lan. Và ngày hôm nay đặc biệt là chúng ta sẽ tiếp một cái đội tuyển mà mạnh nhất của Thái Lan và cũng là mạnh nhất của châu Á hiện tại luôn. Theo phong cách chuyên nghiệp nha mọi người. Phong cách chuyên nghiệp tức là họ sẽ bắn theo hình thức là giống như của Gai này đó. Các bạn bắn không có giới hạn bom keo là lúc trước giờ đúng không? Nhưng mà bây giờ là chúng ta sẽ chơi theo kiểu là có giới hạn đạn nha mọi người. Tức là chúng ta sẽ bắn là bao nhiêu viên á sẽ hết luôn chứ nó không còn hoài đâu. Để xem là ngày hôm nay Việt Nam sẽ bắn thế nào nha. Chứ là có nhiều bạn kêu là hôm bữa giờ cứ coi bắn ảo quá mọi người. Bắn theo cái kiểu là bom keo vô hạn thì cứ bắn quăng keo tứ phía à, xem nó mù mắt gần chết luôn. Để xem là ngày hôm nay chúng ta bắn là bom keo vô hạn á thì sẽ chơi thế nào nha. Các bạn xem một cách bắn á, thì nó sẽ có một cái lối chơi riêng mọi người. Ví dụ như là bơm keo vô hạn thì chúng ta bắn nó cởi mở hơn, mình cứ đẩy lên thoải mái thôi, cứ bị bắn là bắn keo ra. Còn bơm keo mà vô hạn như vậy á, thì rượt đuổi nhau mọi người. Mèo vườn chuột này, đây là Tom và cái con bạch tuộc kia là Cherry nha. Để xem mà đào Blood sẽ thắng được Cherry hay không đây. Đấy, không bơm keo mọi người, không bơm keo nên là bắn xong rồi chạy này. Mình sẽ dùng kỹ năng đọc tình huống và di chuyển nha. Chiến thuật nữa, Việt Nam của mình là knock 2 người team bạn này. Nóc 3 người team bạn rồi, team của mình là còn 3 người. Đấy, khá áp đảo cho trận đấu đầu tiên cho Việt Nam. Như vậy còn một cái con mạch tuột Bóc Gót thôi mọi người. Để xem nào, để xem Bóc Gót sẽ làm gì trong tình huống này đây. Bóc Gót đang chạy và đọc tình huống này. Rất là khó cho mạch tuột Bóc Gót. Và đây là vị trí của Đào Lách. Rất là luồn lách mọi người, nhưng mà chết bo rồi. Và tỷ số là 1-0 cho Việt Nam nha. Để kích chỉnh lại cái tên cho mọi người xem. Kích sẽ kéo cái tên ra giữa cho mọi người thấy cái tên nha. Tại vì thường khi là kích chơi là kích để nó trong mọi người cho nó không có bị trắng hình của mình. Nhưng mà đây là trận đấu nên là kích sẽ để cho mọi người xem cái headshot này, cái tên ai giết ai này nhá. Ok, bên phía team Thái Lan này chắc là nhiều bạn xem giải của Refi thì chắc cũng biết được là những cái bạn này á là team nào đúng không? Caramel này, Hoi Sang này, Bot God và Bull God là bốn thành viên trụ cột chủ lực mọi người, mang đến chức vô địch cho cái team ESB của Thái Lan trong giải đấu FFCS lần trước của Refi tổ chức đó mọi người. Lần đó Việt Nam của mình tham gia nhưng mà được 3 team thì cái team về được cao nhất là hạng 5, hạng 6 gì đó là Heavy thì phải. Lâu quá rồi Kit cũng không nhớ lắm mọi người. Thái Lan được 2 team luôn mọi người, team hạng nhất hạng 2. Hạng nhất là team ESB này, cái team mình đang đấu này. Còn cái team hạng 2 là cái team King Ngập Gamer KOG, đúng rồi. Như vậy là vị trí của Hoi Sang bị nóc rồi. Đây là bạch tuộc, như vậy bạch tuộc cũng nóc rồi mọi người. Thái Lan có 2 bạch tuộc luôn, một cái con Bull God và một con Bot God này. Chúng ta vừa nướng xong một con bạch tuộc Bot God rồi. Và bây giờ thì bên phía team của ESB họ còn mỗi vị trí của bạn bạch tuộc Bull God. Để xem là Bull God sẽ làm gì đây. Bull God đã gạt được Đào Plus rồi. Không biết là trong tình huống này là ZB và Quỳnh Tạ sẽ nướng được bạch tuộc Bull God hay không đây. Hay là bạch tuộc Bull God sẽ nút chẩn ZB và Quỳnh Tạ. Một pha one shot vào đầu thành công của Bull God, lấy đi cái đầu của ZB rồi. Chúng ta còn mỗi vị trí của Quỳnh Tạ mà thôi. Để xem nào, 1v1 ai sẽ thắng đây. Như vậy là Bull God đã nghe được vị trí rồi mọi người. Và một cái pha cam ke thành công của Bull God, tỷ số là 1-1 cho cả hai team. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đấu với lại team của ESB tổng cộng là 3 trận đấu nha mọi người. Thì trong đó chúng ta sẽ có 2 game đầu tiên là mình sẽ chơi theo phong cách là chuyên nghiệp, giống như đấu giải đó. Mình bắn là giới hạn đạn, thì có bao nhiêu quả bom keo thì quăng hết là thôi mọi người. Còn cái trận cuối cùng là chúng ta sẽ bắn theo phong cách là bom keo vô hạn nha. Mình bắn sao cũng được, đẩy lên cũng được. Chưa hết mà cái ông Hưng đi dây, ông nằm xuống rồi mọi người. Ông gục rồi này. Cái này là mình phải di chuyển đọc tình huống nha. Team bạn là bắn chiến thuật dữ lắm đấy. Như vậy là chúng ta vừa nóc được cái vị trí của bạch tuộc nào vậy? Hình như là Bot God hay Bull God đâu mọi người. Bên team Thái họ có 2 bạch tuộc này. Mình vừa nướng được 2 bạch tuộc rồi mọi người. Cả 2 bạch tuộc Bull God và Bot God đã nằm xuống rồi. Và ZB cũng đã bò luôn rồi mọi người. Trời ơi, từ từ nào. Đây là Đào Plus và Quỳnh Tạ. 2v1. Để xem nào. Cố lên nào tụi em ơi. Bắn chắc vô mọi người, bắn chắc vô. Bắn mà không cẩn thận là chết này. Thấy không đây?
Có nào, hay quá Quỳnh ơi, tỷ số là 2-1 cho Việt Nam rồi mọi người. Vỗ tay cho Quỳnh nào. Mọi người ơi, các bạn xem trận đấu ngày hôm nay nè, các bạn nhớ ủng hộ cho team Việt Nam của mình thắng nha. Nhớ ủng hộ nha mọi người bằng cách like video này, đăng ký kênh bật chuông thông báo lên và comment vài cái nha. Kênh của Kid này và kênh của bốn bạn ngày hôm nay nè mọi người. ZB, Đào Plus, Quỳnh Tạ, Hưng DJ. Đây là vị trí của Hoi Sang. Trận này Kid sẽ cho mọi người xem cái vị trí của team SB để xem họ bắn thế nào nha. Hoi Sang vừa gục được một người bên team Việt Nam chúng ta này. Bắn không cẩn thận là nóc ngay, để xem nào. Đây vị trí của Bạch Tuộc, Bóc gót vừa bị thui rồi mọi người. Bạch Tuộc, Bóc gót bị nướng rồi. Đây là Bạch Tuộc Bull God. Bull God là cái người nắm MVP ở trong giải đấu FFCS châu Á đâu mọi người. Và chúng ta vừa nóc được vị trí của Hoi Sang luôn rồi. Đây là Caramel, còn mỗi vị trí của Caramel. Việt Nam chúng ta còn hai người này. Việt Nam mình còn ai ta? Bên phía Thái Lan thì còn Bull God và Caramel mọi người. Team bạn cũng còn hai người, team mình hai người. Như vậy là team mình vừa bốc hơi một người rồi. Và 1PS2, đây là vị trí của Quỳnh Tạ này. Để xem là Quỳnh Tạ sẽ bắn thế nào nha. Quỳnh Tạ nóc được không đây? Không được rồi mọi người. Ơi chết. Chết, kéo ra. Ôi ôi, hết keo rồi mọi người. Hết keo là chết ngay, rất là khó chứ Quỳnh. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với lại round đấu thứ 5. Và tỷ số đang là 2 điều cho cả Việt Nam và ESB. Để xem là trận đấu ngày hôm nay là Việt Nam chúng ta. Ui, gì vậy? Đang căng thẳng hết pin. Trời ơi, cái máy của Kid và cái điện thoại của Kid bây giờ nó bị chai pin rồi. Đây là vị trí của ZB này. Để xem là kèo đấu ngày hôm nay ai thắng ai thua nha. Mình sẽ bắn với ESB chỉ duy nhất là 3 trận đấu thôi. Và 3 trận đấu này là quyết định là chúng ta có thắng được ESB không đây. Như vậy là vị trí của Hưng DJ, một cái pha di chuyển bị đọc tình huống của Hưng rồi. Và Hưng nóc xuống và bên đây là vị trí của Caramel cũng đã nằm xuống. Phía team bạn còn vị trí của Hoi Sang và chúng ta vẫn còn hai người nha. Cái thế là chúng ta bắn khá là cân bằng với lại team ESB. Có thể đây là, ôi, một cái pha nắp adup chuẩn xác của Hoi Sang và lấy cái mạng của ZB rồi. Một cái kèo khá là căng như Việt Nam và Thái Lan. Tình huống này có cứu được không đây? Và như vậy là chúc mừng Quỳnh Tạ đã cứu được vị trí của ZB rồi mọi người. Trời trời trời, Quỳnh Tạ được 8 kill rồi nha. Quỳnh Tạ đang thi đấu rất là tốt mọi người, được 8 kill này. ZB được 1 kill. Trong khi đó là vị trí của team Thái Lan là vị trí của Bull God. Bull God là đang là 6 kill. Một cái pha xử lý rất là nguy hiểm của Hoi Sang. 1v2 Việt Nam. Được không đây? Như vậy là Hoi Sang đã nóc được vị trí của ZB rồi mọi người. Những pha xử lý rất là bình tĩnh của Hoi Sang. Và như vậy tỷ số là 3-2 cho Việt Nam rồi mọi người. Vỗ tay cho Quỳnh nào. Hay quá Quỳnh ơi. Bây giờ sau khi mà Việt Nam bắn xong với lại ESB đâu mọi người. Bắn 4-4 xong thì Kid sẽ set những cái kèo solo 1v1 cho Việt Nam. Cho một số bạn Việt Nam bắn với lại Bull God này. Thần đồng Bull God 12 tuổi. Đấy thì Kid đang tính là không biết là cho ai bắn đây. Chắc là kêu Lê Bình hoặc là Hưng DJ hoặc là Quỳnh Tạ mọi người. Mình sẽ ưu tiên những bạn nào bắn bằng thiết bị mobile, nó sẽ công bằng hơn cho Bull God. Tại Bull God là bắn mobile nên là sẽ kêu chắc là sẽ ưu tiên cho Lê Bình hoặc là Quỳnh Tạ quá. Để xem nào. Đây vị trí của Bock God. Còn đây là Bull God này. Bull God trận này bắn tốt nè mọi người, được 6 kill rồi. Còn đây là Caramel. Phía bên đây là Quỳnh Đào Plus mọi người. Đào Plus. Đào Plus là dùng Alpha. Như vậy là một cái pha di chuyển hơi bị chậm của Đào Plus và bị bắt bài rồi. Caramel ra đạn chính xác và vào đầu của Đào Plus. Phía bên đây là vị trí của Quỳnh Tạ. Quỳnh Tạ vừa nóc được cả Bull God và Bock God rồi mọi người. Là một pha tỏa sáng Quỳnh Tạ này. Ngày hôm nay là Quỳnh lại trái rồi. Hiện tại Quỳnh đang được 10 kill và Hưng DJ đang nắm là 3 kill. Khá là tốt. Và đây là cái màn chọi lũ IQ vô cực của Quỳnh. Đấy. Đây là thi đấu phong cách là game thủ chuyên nghiệp mọi người. Nên là được phép chọi lũ nha. Cái kèo thi đấu ngày hôm nay giữa Việt Nam và ESB là chúng ta không có ràng buộc bất cứ một cái nguyên tắc luật lệ nào nha. Chúng ta sẽ chơi xả láng luôn để mà chiến thắng. Bơm kèo vô hạn hữu hạn mọi người. Và được phép dùng hai vector, được phép chọi lũ luôn. Thì Kid đã yêu cầu cả hai team là chúng ta không dùng kỹ năng nhân vật rồi. Tại vì team của mình là dùng Adbot mọi người. Như vậy là chúng ta có tỷ số tiếp theo rồi mọi người. 4-2 cho Việt Nam. Ok, bây giờ thì Kid và mọi người sẽ cùng nhau đến với lại round đấu tiếp theo giữa Việt Nam và nhà vua châu Á ESB. Một cái kèo thi đấu phải nói là rất là thử sức cho Việt Nam của mình. Vị trí của ZB, Đào Plus, Hưng DJ và Quỳnh Tạ mọi người đang có cơ hội được gọi là trao dồi thêm kỹ năng này. Thì ngày hôm nay team của mình là có Đào Plus và Hưng DJ là bắn PC. Còn team của ESB là bắn tất cả là mobile mọi người. Lâu lâu thì mình thay đổi phong cách chuyên nghiệp chút xíu nha. Chứ bắn mà bơm keo vô hạn hoài như bạn cứ than phiền. Cứ quăng bơm keo tứ phía rồi gây một mắt người xem. Đấy. Nên là nhiều bạn không thích xem nữa thì Kid sẽ đổi phong cách cho mọi người xem cho đỡ chán nha.
ngày hôm nay để xem là Việt Nam chúng ta bắn với lại cái phong cách là game thủ chuyên nghiệp bơm cây hữu hạn thì thế nào nha. Việt Nam của mình vừa bị knock 2 người rồi nha mọi người, bị knock 2 người rồi. Đây là Hưng DJ, phía dưới kia là Quỳnh Tạ, và phía dưới nữa là vị trí của Caramel. Trận này Việt Nam chúng ta quyết định là chọn vị trí ở trên cao và nhìn xuống bên dưới mọi người. Còn team của ESB thì họ quyết định là chọn cái sân đấu phía dưới. Cái này được phép gọi là chơi chiến thuật. Như vậy là vị trí của Đào Lớt, Quỳnh Tạ mọi người, Quỳnh Tạ đã nằm xuống rồi. Ồ, như vậy là Việt Nam chúng ta đã bốc hơi cả 4 bạn rồi. Và tỷ số là 3-4. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại round đấu thứ 8. Cái team bên ESB này là cái team chiến thuật chơi bơm rất là hay mọi người. Trời lộ cực kỳ là tốt luôn. Như vậy một cái pha nóc vừa nóc bằng lựu đạn của Quỳnh Tạ này. Họ ném lộ cực kỳ là ghê. Ném là chết mọi người. Thực sự là cái team ESB này là chúng ta phải học hỏi thêm cái cách ném lộ của họ này. Ném lộ cực kỳ là tốt luôn. Đấy, thành ra những cái bạn nào game thủ chuyên nghiệp ở Việt Nam chúng ta sau này thi đấu mà mình xem những cái trận như vậy á, để mà biết đối thủ của mình bắn thế nào nha. Ui, lựu đạn. Trời ơi, chết ngắt không. Rồi, xong Hưng rồi mọi người. Tỷ số là 4 đều rồi. Quá là ghê cho ESB. Phải nói là ngày hôm nay Việt Nam của mình có một cái kèo đấu khá là căng đét mọi người. Căng đét lẹt với lại team Thái Lan này, ESB. Khá là gớm. Cái team này ném lộ ghê quá mọi người. Các bạn xem ném lộ là chết thôi. Không né đâu được. Kid đang không biết là họ có đang xài cái con nhân vật là cái con khỉ không ta. Kỹ năng nhân vật con khỉ đâu mọi người. Con khỉ giúp ném lộ xa hơn đó. Do là mình thấy họ đang trang bị chim cánh cục rồi chó mèo không à. Chứ không có thấy khỉ đâu đó. Không biết là có mang khỉ vô không ta. Nếu mang khỉ vô mà trời lộ thôi, bó tay giống cơm luôn, sao mà chơi lại mọi người. Hồi nãy là mình quên dặn các bạn là quên dùng phép luôn này cho nó công bằng hai bên. Do là mình kêu họ là tắt skin súng với lại kỹ năng nhân vật thôi. Hưng DJ đang cover nè mọi người. Phía trong kia là vị trí của Đào Plus, ZB và Quỳnh Tạ đang ở trong nhà. Và phía bên trái mình á, có vị trí của Bull God cũng đang cover bằng AW luôn nha. Hưng cẩn thận nha, coi chừng bị nóc này. Các bạn bắn chiến thuật rất là ghê mọi người. Đấy, Bull God này. Bull God trận này được 7 kill rồi. Còn team mình là Quỳnh Tạ 12 kill. Đây vị trí của Hoi Sang. Bắn ke gớm mọi người đâu. Cái này bắn chiến thuật nha, bắn theo phong cách là thi đấu chuyên nghiệp, bơm keo hữu hạn mọi người. Đó, thành ra là không có cái kèo nào kèo thực tế đâu, đưa đầu ra cho mọi người bắn đâu. Nhiều bạn cứ kêu là sao mà đứng cam ke hoài, các bạn bắn không hiểu à. Đâu có ai mà dạy dọc đưa đầu ra cho mọi người bắn đâu. Như vậy là vị trí của Quỳnh Tạ vừa nóc được Hoi Sang rồi mọi người. Và chúng ta lại thắng trong kèo này rồi. Tỷ số là 5-4. Một kèo đấu trí khá là căng của Việt Nam chúng ta. Đây, bây giờ thì round này Kit sẽ quay lại góc nhìn của team ESB cho mọi người xem nha. Để xem họ bắn thế nào. Như vậy là vị trí của Hoi Sang vừa nóc được cái ông nào bên kia rồi. Quá là ghê mọi người. Một pha lia đúp đỉnh của chóp của ông Hoi Sang. Hoi Sang bắn quá là ghê. Nóc được Đào Plus rồi. Các bạn thấy không, game thủ chuyên nghiệp chứ người ta ngoài chiến thuật ra thì cái kỹ năng của họ rất là hay đấy. Thao tác rất là nhanh luôn. Chứ không phải là chỉ có chiến thuật không đâu nha. Vừa bắn chiến thuật hay mà vừa kỹ năng tốt nữa. Nên đâm ra là các bạn Việt Nam của mình mà ai mà xác định theo hướng là đi thi đấu chuyên nghiệp thì các bạn nên luyện thêm kỹ năng nữa. Ngoài chiến thuật ra thì cần có kỹ năng nữa mọi người. Để trong những tình huống mình hai team giao tranh với nhau thì cái team nào mà họ có kỹ năng tốt hơn thì họ sẽ thắng rồi. Chứ cái thấy là có nhiều bạn phàn nàn cái vụ mà bơm keo vô hạn rồi luyện kỹ năng trong đấu phòng á, nó vô bổ á. Thực ra không có đâu mọi người. Khi mà các bạn kỹ năng tốt á thì gặp cái team ở trong cái đấu trường sinh tồn á, các bạn đấu với nhau này, hai team trực diện đấu với nhau thì cái team nào kỹ năng tốt thì sẽ thắng nhau mọi người. Và tỷ số là 5 đều cho cả hai bên rồi. Tính ra là hôm bữa giờ Việt Nam của mình đấu với nước ngoài đó thì cái thấy là cũng khá là nhiều đúng không? Đấu với Overpower này, BNL, Cyblood, Vincenzo, Moro, Akashi, Rook, Broken, rồi SB, rồi tuyển EFOT nữa. Khá là nhiều team rồi. Thì không biết là sắp tới mọi người muốn Việt Nam của mình đấu với lại team nào của nước ngoài, YouTuber nào mọi người. Muốn xem ai thì nhớ là comment cho Kid biết để mà Kid sắp kèo nha. Kid sẽ cố gắng sắp kèo. Ôi, cái team bên kia ném lộ ghê quá mọi người thấy không? Ném là chết thôi. Team của mình là ném lộ không bằng team bạn rồi. Quá là ghê mọi người. Ôi trời ơi, chết đào không? Một pha di chuyển khá là tinh tế của Hoi Sang này. Hoi Sang vừa gục được Đào Lết rồi. Các bạn Hoi Sang này bắn AW khá là hay này mọi người. Khá là ghê. Dường như team bên bạn là có vị trí của Hoi Sang và Bull God đang giữ vị trí là forward tầm xa thì vậy. Trận này là Caramel được 11 kill, Bull God được 10 kill rồi. Khá là ghê cho tuyển SB. Và chúng ta đang có một màn solo 1-1 giữa Hoi Sang và phía bên kia là ZB. Để xem ai sẽ là cái người win trong trận đấu ngày hôm nay đây. Các bạn ơi, các bạn ủng hộ cho Việt Nam nào. Giúp Kid một like và các bạn một like nha. Đây vị trí của Hoi Sang.
AWM vs AWM mọi người, hình như là ZB cũng đang cầm AWM thì phải. Một pha di chuyển và nã AWM rất là chính xác của Hoi Sang, rất là hay mọi người, để xem nào ai thắng đây. Và như vậy là ZB đã lên tiếng rồi mọi người, tỷ số là 6-5 cho team Việt Nam chúng ta, quá đỉnh. Ok ok, bây giờ thì Kid và mọi người sẽ cùng nhau đến với lại round đấu thứ 12. Nếu mà cái trận này nếu mà không lầm á, thì nhà tiên tri siêu vũ trụ Mr. Kid thần rùa sẽ tiên đoán là trận này chúng ta sẽ win và Việt Nam chúng ta sẽ thắng với tỷ số là 7-5. Còn nếu mà đoán sai thì tỷ số là 6 đều thôi. Đấy, nó chơi vui thôi mọi người, chứ thực ra thì cũng chưa biết được nha. Khi mà cái team của Thái Lan họ bắn rất là chắc kèo và chiến thuật khá là hay. Đây là vị trí của Hoi Sang đang cover tầm xa này, vẫn là hai cây AWP mọi người. Tại AWP của Hoi Sang phải nói là đỉnh của chóp. Và đây là vị trí của bạch tuộc Bot God. Không ngờ mấy bạch tuộc này ném lộ ghê quá mọi người. Đây là bạch tuộc Bull God này. Bull God thì đang cầm cho mình là hai khẩu Vector và có một cái con Fed là cái con chim cánh cục. Bạch tuộc đi liền với chim cánh cục. Đây là Caramel. Để xem là trận này ai thắng ai thua đây, quyết định thành bại nào. Cố nào team ơi. Như vậy là bên kia là đang bắn vị trí của Caramel rồi và chúng ta không được rồi mọi người, vị trí của hình như là Đào Plus đã nằm xuống rồi. Đào Plus nằm xuống rồi, đây là vị trí của Caramel này. Caramel bắn khá là tốt. Bạch tuộc, Bot God và Bull God vẫn đang cam ke từ hai phía. Và như vậy là chúng ta đã nóc được vị trí của Caramel rồi mọi người. Lại là Quỳnh Tạ 15 kill rồi. Một ngày thi đấu chói sáng của Quỳnh Tạ này. Khá là hay cho Quỳnh. Các bạn xem nhớ là ủng hộ cho YouTuber Việt Nam mình nha. Một like một comment nha mọi người. Như vậy là lại là Quỳnh Tạ mọi người. Quỳnh Tạ đã nướng được bạch tuộc Bull God rồi. Quá là hay cho Quỳnh Tạ. Phía bên team ESB Thái Lan họ còn có vị trí của bạch tuộc Bot God thôi mọi người. Bot God, ông Bot God ông có con pet tên là M8N. Khá là đỉnh không? Bot God đang có con pet là M8N mọi người thấy không? Đó. Khá là dễ thương. Đây là Quỳnh Tạ này. Việt Nam mình còn hai người nha, còn bên kia là Bot God. Để xem là kèo căng não này ai sẽ thắng đây. Như vậy là phát hiện được vị trí của Bot God rồi và Bot God knock được Quỳnh Tạ rồi mọi người. Như vậy là chúng ta có chiến thắng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay và đúng như dự đoán của thần rùa siêu cấp vũ trụ tiên tri Mr. Kid TV thì chúng ta đã thắng rồi mọi người. Rồi ok, thì Kid rất là hy vọng các bạn xem cái trận đấu ngày hôm nay á, các bạn sẽ ủng hộ cho team Việt Nam của mình này và cũng như là cho Kid một like một comment nha mọi người và đăng ký kênh bật chuông thông báo lên này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ một chút và mình sẽ vào hai trận đấu cuối cùng nha. Mình có tất cả là 3 trận đấu nha mọi người, nên là các bạn nào mà muốn xem hết 3 trận thì đừng quên là đăng ký kênh và bật chuông thông báo Kid lên nha. Rồi bây giờ thì tạm thời tạm biệt tất cả mọi người thôi. Mình sẽ nghỉ một chút và mình quay lại trận đấu thứ 2.